Mới chuyển đến đây à? Em có cần chị giúp gì không? Ví dụ như là liên hệ với chủ nhà chẳng hạn. Bọn trẻ bây giờ nó cứ làm sao ấy nhỉ? Chị ơi, từ sáng giờ em chưa ăn gì. Chị cho em ăn cùng với nhá. Thế đây, em ăn một miếng đi. Em cảm ơn ạ. Đi cho em xin nữa. Em xin ạ. Cẩn thận nhẹ đấy. Rồi người ta ăn mất một nửa thì sao? Không chịu đâu, con phải tích góp một nửa mời mới được đây. Không chịu đâu. Hay là ở đây có trộm nhỉ? Em bị hâm à? Trộm gì lại ăn trộm nửa cái bánh bao giờ? Cô Bin, nín ngay, nghe mẹ nói đã. Ngày mai mẹ sẽ mua cho con một cái bánh khác to hơn được chưa? Ai lại đi ăn chanh của trẻ con thế này? À, rồi ra đây theo tôi, nhanh. Chú bỏ tay cho ra, đau quá. Cháu có làm gì đâu ạ? Cậu ở đâu đến đây? Lảng vảng, rình mò từ sáng giờ, định cho cắt để nói. Cháu có ăn trộm gì đâu. Lại còn chối à? Cậu có cần tới trích trước camera không? Cháu chỉ ăn vụng cái bánh thôi chứ cháu có ăn trộm gì đâu ạ? Là ai này ăn trộm bánh của con? Anh không ăn trộm. Thế là ăn trộm mất bao nhiêu mời của con rồi. Bác bảo vệ, để cháu giúp bác đưa anh này lên đường công an. Đi. Có chuyện gì đấy hả? À, chú Quân, có trộm. Chú giúp cháu đưa anh này lên đồn công an. Thế á? Anh, em đến đây để tìm anh, em không ăn trộm gì cả. Quân chú ơi, chú cứ bình tĩnh. Đây là em trai cháu ạ. Có vấn đề gì mình từ từ giải quyết. Con đã biết con sai ở đâu chưa? Rồi ạ. Sai ở đâu? Con không nên dùng tay không bắt giặc, mà phải dùng cái đầu. Anh đã bảo anh không phải giặc, mà cũng không phải trộm. Thế tại sao anh lại ăn bánh của em? Cô Bin! Con xin lỗi mẹ Lan vì lúc này đã khiến mẹ lo lắng. Nếu mà anh ấy là người xấu thật thì việc con chạy ra giúp đỡ bác bảo vệ sẽ bị khiến con gặp nguy hiểm và bác bảo vệ sẽ không giải quyết được vấn đề. Từ lần sau có việc như thế, con sẽ gọi người đường đến giúp và bảo người báo công an ạ. Thôi được rồi, bây giờ con đi lên phòng họp bài đi. Tí mẹ lên nói chuyện với con nhá. Vâng ạ. Tuân, rốt cuộc em tìm đến đây có mục đích gì đấy? Anh ơi, bố làm ăn phá sản rồi anh ạ. Nhà cửa xe cộ bán hết cả rồi. Giờ em không biết bố ở đâu và cũng không liên lạc được. Mẹ em vì thế mà đổ bệnh, đang nằm viện. Còn em thì không biết đi đâu và làm gì ạ. Đây là em trai Quân à? Em chưa rõ chị ạ. Em là em trai của anh Quân ạ. Nhưng mà anh em cùng cha khác mẹ. Anh đâu có muốn nghe em kể lể đâu. Bây giờ rốt cuộc em có mục đích gì? Nói ra. Kìa anh. Anh nói thật nhá. Từ lúc sinh ra anh đã mang tiếng là không có gia đình rồi. Gia đình bên em ý, anh cũng chẳng ở ngày nào. Nên là đừng có nói anh với cả em ở đây. Nhưng mà anh vẫn là anh trai của em mà. Thôi, không có anh trai anh chủng gì nữa. Bây giờ em đến đây, em muốn tiền hay em muốn chỗ ở? Nói thẳng ra. Lòng vòng. Em muốn cả tiền, cả chỗ ở. Và hơn thế là muốn có cả anh trai ạ. Anh trai à? Góc phố muôn màu.
một tí. Anh có ổn không đấy? Chẳng ổn lắm. Em nghĩ là bây giờ anh nên để Tuân ở đây, xong rồi mình tính tiếp. Nhìn thằng bé cũng tội nghiệp, với cả là chắc là nó cũng phải hoang mang lắm nên là mới như vậy đấy. Mà này, em có thấy anh đáng buồn cười không? Sao anh lại hỏi thế? Anh lên mạng á, anh cứ rêu rao rằng là phải làm từ thiện, sẵn sàng đi vùng sâu vùng xa, xong rồi sẵn sàng cứu người cứu đời. Thế mà đến lúc em trai anh mò đến để nhờ anh giúp đỡ thì anh thề là anh chẳng sẵn lòng một tí nào cả. Anh chẳng biết anh đang bị làm sao nữa. Em hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà dù gì thì cũng là máu mủ ruột già đúng không nào? Dù bố anh có đối xử với anh như thế nào đi nữa thì em nghĩ là anh cũng không bỏ rơi Tuân đúng không? Mà thôi. Nhung, em không cần phải lo đâu. Anh cũng không bỏ rơi thằng em của anh đâu mà. Anh tự khắc có cách giải quyết. Thôi, cố gắng lên nhá. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cảm ơn em.